Từ từ. Chào mọi người, hôm nay hai chị em Minh Thư và Minh Phương được ra ngoài ruộng của ông bà ngoại chơi. Bỏ thao đỏ cha. Bỏ vô thao đỏ cha. Đây là một con cá vừa được bắt ở dưới cá ao cạn nước này. Wow. Và đây là cái chòi mà hai chị em con sẽ được ở trong này vào buổi trưa. Hôm nay mọi người được ăn món bánh xèo. Bánh xèo ngon không mày? Ngon. Ông ngoại đang cá. Nè Phương. Hello. Nè nè em cầm đi. Hello đi em. Hello. Ê. Nè em cầm quay đi. Nè ông ngoại.